Chào mừng các bạn đã đến với S News và hãy cùng chúng mình nắm bắt tin tức mỗi ngày. Những hình ảnh về căn biệt phủ của danh hài Xuân Bắc đang được dân mạng truyền tay nhau thời gian gần đây. Hãy cùng với chúng mình tìm hiểu xem căn biệt phủ này có gì đặc biệt nhé. Nhắc tới tên tuổi của nghệ sĩ Xuân Bắc, người ta sẽ nghĩ ngay đến một diễn viên tài năng, một MC dí dỏm. Anh đã có rất nhiều vai diễn để đời hay những buổi dẫn chương trình rất hay và độc đáo. Sau nhiều năm hoạt động và cống hiến thì cuối cùng nghệ sĩ sinh năm 1976 này đã có thể tạo dựng nên một cơ ngơi vô cùng hoành tráng, khiến cho ai nhìn cũng phải ước ao. Cụ thể thì nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã tự sở hữu một căn biệt phủ khá lớn tại Hà Nội. Căn nhà được tọa lạc giữa một mảnh đất rộng hình vuông, đa phần diện tích chính đều được dùng để làm sân vườn, trồng cây xanh và tạo hình non bộ. Căn nhà được xây theo lối kiến trúc thuần Việt với mái ngói có màu đỏ tươi, không gian mở và vô cùng gần gũi với thiên nhiên cây cảnh. Điểm đặc biệt nhất đó chính là căn biệt phủ này được thiết kế 2 tầng và được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. Ngoài ra thì nghệ sĩ Xuân Bắc còn thiết kế tầng hầm riêng cho căn nhà rất độc đáo. Nhìn xung quanh căn nhà này thì chúng ta đều có thể thấy những lối đi đều được lát đá và được phủ xanh bởi những thảm cỏ non và cây cối tốt quanh năm. Đây là nơi mà danh hài Xuân Bắc đã rất tâm huyết và đầu tư thời gian cũng như tiền bạc để có thể chăm chút cho tổ ấm này. Ở từng góc nhỏ của khuôn viên ngôi nhà, nhìn đâu cũng có thể thấy được một màu xanh mát dịu êm, tạo cảm giác thư thái, tăng năng lượng tích cực và giải tỏa căng thẳng mệt mỏi cho con người sau mỗi ngày dài làm việc. Với diện tích sân vườn rộng rãi, căn nhà của Xuân Bắc gần như biệt lập với không gian phố thị xung quanh. Xuân Bắc tiết lộ thêm điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên căn nhà chính là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng mô phỏng theo căn nhà của các nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng có tên là Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Ngôi nhà nhỏ này được trang trí và sắp xếp không gian xung quanh khá tỉ mỉ. Xuân Bắc cực kỳ hài lòng với góc nhỏ đặc biệt này. Vì anh đã rất thích bộ phim nói trên nên đã không tiếc công sức và tiền bạc để dựng lại mô hình thu nhỏ của căn nhà. Những hình ảnh về căn biệt phủ của Xuân Bắc đã được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều lượt thích chia sẻ kèm những lời khen của cộng đồng mạng như: "Quá đẹp chú Xuân Bắc ơi, chúc mừng chú nhé, làm lụng vất vả bao năm cuối cùng cũng có ngày hái quả ngọt." "Hoành tráng, xịn, thật, chúc mừng em, quá giỏi, đẹp quá, nhìn chỉ muốn được ở thôi, mắt dịu một màu xanh luôn." Chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã sở hữu một căn biệt phủ rất rộng rãi và khang trang. Các bạn thấy thế nào hãy để lại comment bên dưới. Ngoài ra thì cũng đừng quên subscribe cho S News.